của VNV. Ok, trước giờ từ lúc làm game tới giờ thì đã từng làm qua một số dự án, như là cái dự án đầu tiên đó là Thiên Kiếm, game MMORPG đầu tiên của Việt Nam ha. Cái game thứ hai đó là cái game SLS Academy, dạng là xây dựng thành phố rồi trang trí trường học nữa. Và cái game vừa mới làm là một cái game mobile, game bắn cá. Thì hôm nay á, cái chia sẻ một số cái thủ thuật mẹo để mà khi mà bạn ứng dụng vô sẽ làm cho công việc mình nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn. Ok, thì nó có gồm có ba phần. Thứ nhất là về Modo và Graph, và thứ hai là về animation, và cuối cùng là effect. Thì những cái này thì mình chia sẻ ở đây cho cả những người là đã từng làm nhiều, có kinh nghiệm, và kể cả những người mà chưa có kinh nghiệm nhiều luôn. Ok, thì phần đầu tiên mình muốn chia sẻ là cái phần về làm việc ở Graph. Thì cái hồi mà thời xa xưa, lúc mà mới bắt đầu làm thì cho project đó, đó là một cái con rồng. Thì theo đúng như các bạn nếu mà học và đe lúc mà làm thì khi mà vẽ texture ra thì cái này là đúng, những cái này là làm đúng kiểu như là mình học sao là mình làm ra vậy. Trong đây có tất cả những cái bộ phận của con rồng thì cái nó texture bây giờ wrap lên nó sẽ như thế này, và cái lúc mà cho ra thành phẩm thì nó sẽ ra cái phần như thế này. Yeah. Ok, cái phần ở đây cũng nói là nhìn kỹ cái phần cái thân của mình, tuy nhiên là cái nhìn cũng hơi quá đáng chút, nhưng mà thật ra nếu mà làm theo đúng kiểu thực tế là đi học á thì ok, thì cái nguyên cái thân của con nó làm sao mình cứ vẽ lên liên trang vậy, rồi mình wrap lên thì cuối cùng sẽ ra như thế này. À, nhưng mà vấn đề ở đây á, mình làm như thế nào mà cũng cái tấm tách chơi như vậy thôi, mà mình làm cho tất cả những thứ nó sẽ hài hòa với nhau, nó sẽ đều rõ, đạt cái lượng rất là cao. Thì ở đây á, nó có một cái kỹ thuật là timing. Thì cái những cái phần nào mà thấy có thể lặp đi lặp lại ha, thì time ra, thì time là cách nào đó, khi mà thành phẩm nó sẽ ra kiểu vậy rất là rõ. Ok, thì ở trong cái tấm tách chơi của mình, cái phần mà nguyên con rồng này dài thọc hồi nãy mình không có nên mình cái con nó để nó dài đúng độ dài của mình, vẽ tách chơi lên là không có tách chơi nào đáp ứng nổi cái độ rõ của nó. Ok, các bạn sẽ rất là rõ. Nếu mà cái tấm tách chơi bạn rất là to mà cái tách chơi này đó là xài chỉ có 128 thôi, 128 thì cái lúc mà mình làm á, thì cái phần cái thân của nó, cái thân của nó thì mình vẽ phần này là nó thay ra khi mình ráp lên, thì những ở trên cái thân con rồng nó có những cái segment polygon ha, thì mình lấy những cái phần giống nhau đó mình ráp được đúng cái chỗ đó, đúng cái chỗ đó mình cứ thay ra 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 là đúng y chang như vậy. Thì khi mà nó ra cái thành phẩm, cái lúc mà mình ra mình sẽ thấy sẽ rõ như thế này. Thì những cái phần mà mình thay ra đó, mình thay ra thì mình vẽ rất là rõ, rất là to, nó to thế này nè, chứ không nó phải là cái kiểu dài xong như là cái kiểu mà mình làm, mình đi học làm cái này vậy. Rồi ok, thì ở đây là một cái hình so sánh của mình, là cái con mà mới đầu làm nó vậy, sau đó chỉnh sửa thì nó sẽ được như thế này. Đi những cái phần này thì tiếp theo đó là mình sẽ nói tới cái phần là live map. À, ở trong game live map của thành phần rất là quan trọng để mà làm cho cái cảnh nó đẹp. Thì đầu tiên mình nói là live map là cái gì? Live map là tất cả những cái data thông tin đó, nó lưu trong cái texture, mà những thông tin đó là chỉ là độ sáng tối của đèn ấy, khi mà đánh vô những cái mà object ở trong cái cảnh quan của mình đó, thì nó sẽ lưu trong tấm đó. Rồi lý do tại sao phải thay cái tấm này thì các bạn xem. Đây là một cái tấm một tấm hình được render ra ha, và nó chả có lá nát gì cả, thì nhìn ok, rất là xấu, thì nó không có bất cứ cái gì độ bóng hay là hình rất là phẳng. Xong khi đó thì mình đặt lên cái tấm như thế này, cái tấm này là tấm này mát à. Rồi khi đặt lên thì cái tấm cái cảnh mình sẽ được như thế này.
Thì các bạn để ý là những cái chỗ như thế này, cái chỗ mà nó có tối đó, tối thế này đó, những cái chỗ tối đó thì đó là lại mát, thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Nếu như cái cảnh nó là cảnh mình đẹp thì lúc đó những cái phần như thế này, những chỗ này mình đặt những cái đèn vô ha, xong cuối cùng mình lên tấm lại mát thì nó sẽ được, nếu được cái hình ảnh như thế này. Còn nếu mà không có tấm lại mát thì cái hình mình sẽ đẹp, sẽ rất là trơn rồi. Thì rất là nhiều game người ta sử dụng cái này để mà người ta làm cho cái game người ta đẹp lên. Nhưng mà không phải tất cả đều các game nó đều bật lên, có những cái game tắt đi luôn để đảm bảo là dùng máy bạn yếu quá thì có thể chạy được. Thì đây là một ví dụ một cái game FPS ha. Thì trong cái tấm hình này thì thấy có cái cánh máy bay và tất cả những cái thứ như cái xe này đó, thì cái này được tả bằng cái màu sắc trời. Rồi ngoài ra trên cái nền thì chả có gì trên hết. Thì khi mà nhấc lại đèn là có lên mát lên thì nó sẽ làm cho những cái object ở trong cái cảnh của mình nó rất tối, rất rõ ràng. Đúng. Thì ở đây ấy, nó có, nếu mà trường hợp mà giúp cái tấm với một cái lượng texture nó chắc là đi mà mình muốn làm mà kiểu mà mình để cái hình ra nó có texture, còn mình để tả bằng mình tay ấy, mình tả mình sẽ tốn một cái lượng texture cực lớn để làm những cái này. Thì do là lai mát đó, nó sẽ lai cho nhìn thấy những cái chỗ này nè, nhất là những cái chỗ đây nè, đó nó rất là giống nhau. Thì mình cũng sử dụng hai lần, nó thay đều hết, sau đó người ta mới áp dụng cái lai mát lên thì người ta sẽ thấy được cái độ sáng tối như thế này ha. Độ sáng và có độ sáng độ tối là do lai mát lặp lại rồi. Rồi thì đây những cái kỹ thuật này khi mà mình làm về địa hình hay là môi trường, nhưng cái này chỉ áp dụng cho những cái là nó tĩnh là nó đứng yên chỗ, nó không nhích đi đâu đó, tại vì giờ bản thân mát nó render ra, đã render rồi thì nó sẽ nằm chết cái đó luôn. Còn giờ thì đang có cái bàn, nó giờ cái bàn đi rồi, nhưng nó còn cái vật đen thui ha. Rồi ok, tiếp theo thì khi mà làm game, nhất là những game 3D ha, thì mọi người ai cũng chăn trở là xem bây giờ cái game của mình thì cái con nhân vật chính thì nó bao nhiêu polygon là vừa. Tuy nhiên ở đây những cái con nhân vật chính đó là nó tùy theo các bạn làm trên cái platform gì. Ví dụ làm trên những cái game mình cho đương nhiên là những cái con nó polygon rất là cao, nhưng mà làm thế nào để xác định được cái polygon cần thiết cho cái game nó rất là quan trọng. Okay, thì đây là có một cái kỹ thuật nho nhỏ. Mình sẽ check cái bóng của nhân vật ha. Khi mà làm ra xong rồi, render lấy cái bóng đó thì để xa, để gần gì với con mắt của mình á, mình nhìn cảm thấy ok, tới lúc đó mình không thấy được gãy góc nữa. Rồi ok, tại vì tùy những cái device của mình, chẳng hạn như mình chơi trên PC thì nó to ha, trên điện thoại nó khác, nó cũng nhỏ xíu nè. Thì đương nhiên là một điện thoại thì có một cái như là, có nghĩa là khi mà cái con nhân vật của mình á, có thể là từ 1.000 cho tới 4.000 polygon với cái độ nhỏ như vậy thì coi như là nó sẽ không có cảm thấy khác gì cả. Ok, đây là một ví dụ khi mà cái hình đó mình thấy như thế này, đúng không? Rồi đây là cái lưới đầu tiên, là cái này khoảng 1.300 polygon. Rồi tiếp theo cái này gần 4.000, thấy chưa? Cái hình này được render ra như được hai hình ra thì nó không khác gì cả, thì không có cớ gì mà có một số lượng vơ cực lớn để mà làm một cái gì đó quá nhỏ. Rồi khi cái đó là phần thứ nhất khi các bạn làm game 3D, là cái phần thứ hai mà người ta quan tâm nữa là một cái quái cảnh chơi chạy trên một cái mobile thì nó chịu được bao nhiêu phần trăm. Thì ở đây có một cái nguyên cái cảnh của mình thì khoảng chừng là 20-30.000 render một lúc thì nó sẽ chạy ngược. Ở đây những cái số này
những cái số mà 20 ngàn, 20-30 ngàn đó, chắc là nó sẽ thay đổi thêm thời gian. Ở đây mình đang nói tới là cái hàng như là khi mà nó chạy ở trên một cái smartphone đi, cỡ một Galaxy S2 thì nó chạy được 50 frame hình, nhưng mà để mà chạy nguyên cái đóng lên là nó chạy ở trên điện thoại 3G thì nó còn khoảng được có 25-30 frame thôi. Rồi mình sẽ bước qua cái phần thứ hai của topic là về animation. Mình sẽ chia sẻ một số cái topic nhỏ nhỏ khá hay ho đây. Rồi, đầu tiên là mình sẽ sử dụng một cái topic nhỏ nhỏ để làm những cái chuyển động kiểu là cái động thật. Mà nếu mà trường hợp mình làm những cái chuyển động như thế này mình làm bằng tay á, nó tốn rất là nhiều thời gian. Cái hình bên tay trái của bạn này, cái này được làm bằng tay nè, còn cái này okay, được làm bằng cái script ha. Thì thông thường thấy cái này nhìn thấy ok, chỗ này cái bờ nó khác một cái đuôi cứng luôn. Rồi thì cái script nó hoạt động như thế nào? Cái phần này đối với một cái bộ xương như thế này, là một cái gọi là thử thách lớn đối với những ai mà làm, nhưng mà muốn làm những cái gọi là animation, gọi là overlap ha, làm bằng tay thực ra thách thức khá là lớn. Ok, ở đây thì sẽ show cho các bạn thấy là cái script nó hoạt động thế nào. Và khi mình muốn tạo một cái animation mà nó lúc lại được thì đầu tiên mình nắm cái xương chính. Ở đây là cái bộ xương của cái con cá ha. Cái này là cái cục đựng nguyên này là cái xương chính của nó này, còn kế cái xương chính to nó là cái xương ở trong cái xương sống của nó. Thì mình nắm cái này, mình đang muốn làm để bơi á, thì mình chỉ cần nắm cái xương đó, mình quật thôi, mình quật đủ, như là chẳng hạn mình làm 30 frame, mình quật bật và nó phải trở về đúng vị trí cũ, xong cái đó chạy cái script đó. Đây là cái bảng của giao diện của cái script. Thì khi chạy đó, cái này đang chạy script. Khi mà chạy script xong thì mình play lại, thì cái script này nó cực hay ở chỗ là sao, là các bạn sẽ thấy cái kết quả nó ra là nó không bị gọi là điểm đầu điểm cuối ha, nó lúc hoàn toàn luôn, lúc rất hoàn hảo. Nếu mà với cái này mà đi mà làm bằng tay những cái cọng, những cái bon á, nguyên cái dây bon đó mà làm bằng tay là chắc là bạn đại diện cả mấy ngày. Lần này nếu mà vừa sử dụng cái switch này làm trong vòng 5 phút xong đó, cực kỳ nhanh. Rồi thì ở đây mình sẽ soi mình coi là cái con cá đó khi mà nó bị quẩy cũng như thế nào đó, chỉ dùng vòng vài phút đồng hồ là xong ha. Đó thì đó là những cái mà tôi nhé, mình diễn mình bằng tay. Ở đây đặt nặng tới vấn đề là tính hiệu quả của nó, cho dù là mình có làm bằng tay nữa mà thời gian lâu đi nữa chưa chắc nó đẹp được nhỉ. Cái điều đó, cái đó là điều chắc chắn luôn. Thì những với cái script như thế này thì mình có thể làm được rất là nhiều thứ, là tùy một thứ chẳng hạn như là khi mà ở trong dự án trước có một bạn dùng chủ script này làm cái câu cá, tuy nhiên là nó cực hơn nhiều, tức là làm cái động tác dài xong rồi mấy cái bạn đó làm cái cọng dây mà nó có mồi câu á, nó rất sướng, thì các bạn đó cũng phải làm đi làm lại, là làm quật xuống cái. Thì khi mà cái script nó chạy á, tuy nhiên nó không theo ý mình đâu, nó chạy mình cũng thấy nó vô quơ, thì nó vô quơ lên trời, các bạn ngừng cái đúng phép đó, cái đầu mới chuyển tiếp ngay trong cái khúc đó, thì nó sẽ cuối cùng mới làm tới được, thì nó cũng sẽ làm được cái của mình mong muốn. Tuy nhiên là cái này là các bạn có thời gian tìm hiểu kỹ thì nó sẽ làm được rất là nhiều trò như thế này. Rồi tiếp theo là một cái ví dụ cái này là mình mới làm đây cho cái game bắn cá ha. Cái này là cái sinh của con sứa đó, cái tô như thế này làm bằng tay mất rất là nhiều thời gian. Rồi tiếp theo là một cái đối hợp về làm animation mirror cái animation của mình. Thì ở đây mirror là sao, nghĩa là
thành một con vua Vinh Đạt. Rồi khi Harrison của con này nó đứng trước đối thủ vậy thì nó làm một số cái động tác gì đó rồi, mà bây giờ kêu không muốn dẫn chuyển ngược lại giờ làm sao, kiểu đó thì chỉ có nước là tại thôi, không kiểu là không kiểu là làm khác được đó. Chuyển về chết tư các cái bộ này thế làm thôi, rồi làm sao để review với cái Harrison để rút gọn ta về để con một cái cách như thế này. Đầu tiên á, lấy cái file các bạn làm animation rồi á, cái này sử dụng cho mắt ha, export ra thành cái FX. Rồi xong sau đó import cái file cũng được vô lại, rồi được tạo cái dummy, tạo cái dummy xong rồi lấy cái điểm cái bip á của nó đó nói vô cái dummy đó. Rồi xong sau đó mình sẽ scale trừ như thế này, có nghĩa là lúc mà lần ngược lại, lực ngược cái con lại, lực ngược thế này đó, đây khi mà nó đang bị thế này, lực ngược thế này. Rồi cái chỗ quan trọng nhất cái này, tiếp theo nó sử dụng một cái, nó có một cái script để pack những cái animation này ra thành từng keyframe. Rồi ha, và sau đó mình cứ xóa cái lực ngược này đi, thấy chưa? Rồi khi mà mình chạy cái đoạn script này nè, thì tự nhiên cái xương của bếp của em nó đổi, nó là nó thêm chữ bát ra. Ok, mình chỉ việc xóa chữ bát này, cái chữ bát này thì thôi để chúng cứ tên cũ đều bình thường. Rồi export thành FX lần nữa, rồi coi như là bạn đã hoàn thành cái chuyện gọi là mirror cái animation của nó rồi đó. Cái này mà không làm kiểu này làm lại là cũng phê lắm. Rồi cái cuối cùng ở trong phần animation mình muốn chia sẻ đó là mình sẽ tạo một cái animation, mình đem cái đoạn animation mà dynamic để mà bỏ vô game. Rồi thì cái animation mà kiểu mà dynamic thì nó như thế nào, nó sẽ kiểu dài. Rồi cái animation này phức tạp, làm bằng tay được nhưng mà chết bỏ ha. Thực tế luôn là như đây là chết bỏ. Thì bây giờ nếu mà muốn đem nguyên cái animation này mà vô cái engine game, tuy nhiên các bạn làm mấy cái game render, nó đem nó render thẳng ra bỏ vô thành sprite thành vấn đề cả. Còn giờ làm sao để bỏ vô game real time thì đầu tiên thì mình cũng phải tạo ra cái animation kiểu vậy. Mình thấy dùng nó kiểu là nó là phải rồi dùng chó thổi gì đó, nó cho nó nghe nó chết vậy đó. Rồi giờ đem nguyên cái đoạn đó vô game thì mình sẽ chọn tất cả những cái vertex ở của cái miếng vải mình đã làm á, mình chọn hết tất cả. Xong sau đó mình chạy một cái script ha, thì cái script này nó sẽ tạo ra những cái point nhỏ trên tất cả các điểm ở trên cái miếng vải đó. À, nó như là nó liền theo đó. Rồi thấy không, thấy point không? Rồi thấy chưa? Rồi cuối cùng thì mình cứ skin nó như bình thường. Rồi xong cuối cùng xuất thành FPS. Rồi coi như là xong, cứ lấy phải FPS đó bỏ vô game. Ok, khỏe. Tại vì cái kỹ thuật này hồi trước, cái hàng ngày hồi trước nó muốn làm thì cũng có một bạn làm, cũng làm được một cái animation cái lá cờ luôn, rất không có gì nè. Rồi các bạn phải ngồi ke mình frame, như là thấy cái lá cờ nó quẹo rồi như này, chứ là chạy ra kéo cái frame này cái đầu vẽ từ từ vẽ để vẽ cả ngày rồi mới xong. Có bạn trong team đã từng làm cái trò này rồi. Rồi cái phần cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người đây là về effect. Cái đầu tiên là like hello thì ở đây nếu mà mọi người đã từng làm game mà những cái game real time đi, khi mà muốn làm cái ánh sáng đèn đó chính cái tụi mình cũng mắc phải cái lỗi ai cũng nghĩ là bây giờ khi mình muốn làm cái bật sáng kiểu giống vậy ha, thì cứ để cái bức plan nó lên rồi cứ vẽ một cái hình của opacity rồi kéo cell illumination lên 100% là nhìn nó sẽ ra
là mình sẽ ok là sáng như linh như là đèn, nhưng mà tới không phải vậy. À, nó còn một cái khúc mắc nhỏ nhỏ bên trong đó thì mà để chia sẻ là làm sao ra được vậy, thấy không, thấy khác biệt. Thực ra cái tấm mát nó y chang chả gì khác nhau cả, nhưng mà chỉ có một cái khác biệt ở đây á là ở trong bản thân cái vật liệu của material đó, nó có một cái thông số gọi là additive, tức là có nghĩa là tất cả những thứ mà nằm đằng sau đó, nó mà chọn lên lớp nào thì nó sẽ hoặc như nó sẽ sáng hơn thành đằng sau đó bất kể. Để thì bây giờ mà các bạn nhìn ở đây nè, là cái này là kéo opacity lên được 100%, kéo cell illumination lên 100% rồi đó, mà nó cũng chỉ được vậy thôi. Và khi mà apply cái additive đó thì nó sẽ sáng được nhỉ. Rồi tiếp theo là cái thuật chia sẻ về cách làm cái mặt nước. Ok, trong chính cái game HPV thì đầu ban đầu tiên thì nó cái game nó khá là, lúc mà làm mặt nước thì apply cái mặt nước rất là đẹp, tức là khi nhân vật đi lên đi xuống đi tới lui là nhìn thấy có in bóng xuống luôn, in reflection xuống luôn, nhưng mà cái kiểu đó không khả thi, cứ là tại vì nhân vật đi một hai người không sao, nhưng mà một bầy mà chạy vô là hết chạy nổi, có thể đứng tới rất là nhiều. Thì sau đó thì mình phải làm kiểu này thì nó khá là ngang ngô, nên là mình chỉ làm cái tấm cái dịch film ha, ở trên đó nó có cái texture nước ở trên đó, thì cứ cuốn cho nó trôi, nhìn nó không ổn, nó rõ ràng nó quá không ổn ở chỗ này, xong thấy cũng trôi thì lạ không được đổi. Rồi chỉ đơn giản bằng cái tấm logo map, một cái tấm logo map thôi nó như vậy, mà những cái chỗ rìa này nè nó là thay được nha, nó thay ra đều và trong đó để cái tính nối lại. Okay. Kết quả mặt nước nó sẽ ra như thế này. À, cũng kéo. Cái này thì nó thấy nước môi có opacity, có cá bơi dọc cho nó. Đó. Thì mình chỉ cần thay đổi một chút là chỉ có cái tấm logo thôi, cầm cái tấm logo đó kéo đi. À, ok, ra mặt nước có đẹp. Rồi, và cho cái phần effect này là cuối cùng là đó là một cái thác nước. Thì ở đây cho các bạn coi cái thác nước. Ok, đó, cái thác nước ha. Rồi, thác nước này nhìn cũng được, nhưng mà nó cũng chưa được lắm. Ok, nó chưa được ở đây điểm nào, có nghĩa là trong cái thực tế ở ngoài khi mà nước nó chảy xuống như cái thác thì rõ ràng là tốc độ của những cái hạt nước đó nó không bao giờ nó giống nhau được hết, có nghĩa là rơi xuống thì có hạt rơi nhanh có hạt rơi chậm. Ok, thì nhưng mà cái này á, do là mình xài cứ một cái miếng bê mà kéo lên xuống thì mình cứ trừ cái UV á thì mình sẽ thấy là nó chảy xuống nhưng mà nó không thật cho lắm. Thế thì cái này đơn giản, mình chỉ cần trồng thêm hai lớp nữa. Nếu muốn làm cho thêm cờ đẹp thì mình sẽ trồng thêm hai lớp, và hai lớp plan đó rồi mình cứ cái tốc độ của những miếng plan đó mình xếp cho khác nhau, chẳng hạn như là cái tấm ở trên mình để là 3, cái tấm kia mình để là 2, còn tấm để 2.5 thì cũng như là lúc đó vô nhìn đó, thì sẽ thấy ở những cái lớp đó nó chảy nó thật hơn. À đó, lúc là cuối cùng 3 tấm lên chụp lại. Rồi ở đây tới đây thì mình có cái số chứng thuận thế này, chỉ có hai cái này đơn giản thì nên tìm hiểu và sử dụng script để improve cái chất lượng và giảm cái thời gian mình làm những cái việc đó lại. Như là người các bạn đã thấy một số script nó làm cái chuyện đó, mà các bạn đã thấy tốn một số 3-4 ngày bạn làm và mình chưa chắc kết quả đẹp tốt như thế này. Rồi và thứ hai là tất cả các sách đều có thể bỏ lên vô cái game game được luôn nếu mà có xương. Ok, rồi thì
Ở đây mình kết thúc cái phần mà trình bày của mình, thì ở đây có ai hỏi mình gì không? Em hỏi là cái việc mà clip các em dựng này, thì ví dụ như là những em dựng trước mà những con nhân vật mà nó symmetry, nó đối đứng đối xứng nhau đó, thì cái clip đấy theo cái cách đấy thì em nghĩ là không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà con nhân vật mà nó lại không đối xứng, ví dụ nó đeo súng, nó chỉ đeo súng một bên ở bên trái, mà ví dụ như em dựng như đi thì mình đẩy phía trước rồi, thì đi thì nó làm đeo súng ở bên trái đánh nhau, nhưng nó đeo súng bên phải. Thì giải quyết cái đấy như thế nào? À, ok. Nếu mà cái này các bạn muốn làm mà coi như là nó mirror qua, thì tất cả những cái AMI trong đó đều phải được mirror. Chúng cái đấy đúng, tất cả nếu đã làm ra thì phải mirror. Giờ giữ cái việc mà mirror để cái việc làm lại là chọn cái nào? Đơn giản thôi. Tại vì mình đã nói là nếu dùng con bit có một số cách khác mình có thể click cái animation đấy. Ờ. Vâng. À, ok. Dạ, Diệp, bạn đây chia sẻ không? Dạ. Có. Cái này ở cái con clip nó có cái copy paste code, thì mình có thể làm cái collection mới. Xong rồi mình được cái code của nó, mình có thể click, mình copy opposite đổi sang. Thì cái animation đấy nó sẽ đổi sang bên kia. Vậy là cứ mỗi tới mỗi từng kỳ là mình phải copy mình bắt, copy mình bắt. Vâng. Vậy thì cái này làm có một lần một rồi, các em làm khoảng chừng cứ vài trăm frame thì mình xong.